好，不错。哎呦我的妈！现在让我们交换一下团队，最重要的就是信任。把眼睛都闭上啊，放心的倒下，充分的相信你的队友。好，不错。充分的相信你的队友，不错。哎呦我的妈！现在让我们交换一下位置，让我们都充分的感受一下。闭上你的眼睛，倒下。好，不错，充分的信任你的队友，倒下，不错，充分的信任你的队友。面对疾风吧！四眼位呢？四面。按你这个笔呢？十三。眼摸来了不？摸呢。你换翻你们呢？摸。摸翻了，你变哪？你变他。từ nay không phải đi làm nữa.Để anh nuôi em, một tháng anh cho 1 triệu. Nếu như em chơi ít, thêm cho em số 0. 10 tháng anh cho 1 triệu. Do you have eyes on the target? Yes, sir. The person on the right. He is my son. You are to protect him at all cost.He's my only son. Hello? Momo chẵn lẻ.com website chơi Momo uy tín trả thưởng chỉ trong 3 giây tốc thắng và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.Truy cập ngay momochanle.com để kiếm tiền nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Chơi Quê sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về con web momochanle.com, một cái con web kiếm tiền Momo giúp cho anh em kiếm tiền bằng cái ví Momo, không cần phải đăng nhập ở trên cái web này nếu như anh em chơi Momo 3. Còn chơi Momo 1, 2 thì bắt buộc anh em phải đăng ký và đăng nhập ở trên này. Như ở đây mình chơi Momo 3 là mình có thể đăng xuất ra luôn này. Đấy, có thể đăng xuất ra. Nó sẽ hiện một cái chữ đăng nhập. Anh em chưa đăng nhập thì có thể vào đăng ký, ấn vào đăng nhập này. Nó sẽ có cái mục đăng ký để cho anh em đăng ký nhé. Ở đây thì mình chơi Momo 3 thôi, không cần phải đăng nhập luôn. Cách chơi thì anh em chọn trò chơi muốn chơi như là chắn lẻ 2, chắn tài xỉu 2 này. Xong anh em quay xuống, anh em chọn số tiền, số cửa muốn đặt cược. Ví dụ nhá, chắn thì nó sẽ thích hợp với cái dòng đầu tiên, lẻ thì nó sẽ thích hợp với cái dòng thứ hai, tương tự như vậy. Khi mà anh em chơi chắn và cái má giao dịch nêu ấy nó ra 02468 thì mình sẽ được 1,9 tiền cược. Và cho anh em xem lịch sử thắng của mình nó rất nhiều. Ủa, lịch sử chơi của mình đâu nhỉ? À đây, lịch sử chơi của mình đây. Thắng, thua, thua, thắng, thắng, thắng. Tức là một cái con game chạy bằng mã giao dịch new nhưng mà vẫn xanh chín anh em ạ, chứ không phải là giống như những cái con web. Mình đã chơi thử qua khá nhiều con web rồi, chơi toàn những cái dạng giống như kiểu là lừa đảo ấy, chơi 10 tay kéo thắng được có 2 tay, 3 tay rất chi là dở hơi. Đấy, cách chơi thì anh em sẽ nhập cái số tiền muốn chơi. Ví dụ như ở đây mình nhập 6.000 và tối thiểu đặt cược sẽ phải là 6.000 nhá. Còn cái số điện thoại nhận thưởng ở đây thì anh em nhập số điện thoại Momo của mọi người vào. Đây chính là số điện thoại Momo của mình này. Đúng trùng chưa? Nó sẽ là số điện thoại Momo nhận thưởng. Anh em có người yêu thì anh em muốn tặng tiền người yêu có thể nhập số điện thoại người yêu vào đây, đúng không? Chơi thì nó sẽ trả thưởng về cái số điện thoại này. Bây giờ thì mình sẽ ấn vào mục đặt cược. Nó sẽ hiện cho mình một cái bảng thanh toán. Anh em đừng copy, đừng cái gì hết, ấn ngay cho mình vào cái mục thanh toán ngay. Mở Momo lên, ấn tiếp tục mục chuyển tiền. Anh em đừng sửa lời nhắn nhé. Trong cái trường hợp anh em mà sửa cái lời nhắn đi thì cái lời nhắn này nó sẽ không trùng với cái lời nhắn ở trên web. Đâm ra là nó sẽ thuộc cái dạng là hết hạn. Tức là anh em sẽ không được tính cái kết quả đấy. Và bắt buộc anh em sẽ phải kéo xuống. Anh em ấn vào nhóm hỗ trợ 24/7 này. Sẽ có một cái nhóm hỗ trợ để cho anh em luôn, giúp cho anh em là gặp vấn đề này, vấn đề kia thì anh em có thể truy cập vào, anh em xem. Đấy, ok nhá. Đây chính là cái cách chơi. Bây giờ thì mình vừa mới thua một cái tay đó là 6.000 rồi, thì mình tiếp tục mình đặt cược thêm lẻ đi. Đặt cược 6.000 nữa đi. Thanh toán ngay này. Thì cái má này nó sẽ
nó sẽ tính kết quả bằng cái má giao dịch new nhá. Má giao dịch new này là cái má gì? Sẽ là cái má giao dịch trừ đi cái má millisecore này. Đấy, thì nó sẽ ra kết quả số đuôi của má giao dịch. Tính ra thì nó sẽ là kết quả xanh chuyến 100% luôn, kết quả ngẫu nhiên. Đấy, cách chơi thì nó sẽ là như vậy anh em nhé. Còn vấn đề thắng thua thì mình cũng không thể biết trước được. Anh em nào mà muốn kiếm tiền thì có thể truy cập vào cái trang web này. Cái đường link trang web thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho anh em, để anh em tải về nhá. Cái con này thì uy tín rồi. Mình cũng đã làm khá nhiều video hướng dẫn cho anh em cách chơi, để cho anh em thấy được khi mà cái số tiền nó chuyển về Momo lúc cược thắng nhá. Đây cái má cuối của mình, đây là ra 7, số đuôi ra 7 thì tức là thắng này. Đấy anh em thấy chưa? Và mình sẽ nhận được số tiền đó là 11.400. Anh em muốn chơi cái con web này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video nhá. Đây lịch sử chơi của mình được 6.000 này anh em thấy chưa? Đấy chính là cái cách chơi. Còn bây giờ ấy, thì mình cũng xin dừng video ở đây. Anh em thấy hay ấy, cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh. Link tải game thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha. Chào tất cả mọi người.